Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin Người Việt bốn phương của Đài Truyền hình Việt Nam. Sau đây sẽ là những thông tin đáng chú ý có trong bản tin. Việt Nam tổ chức đêm văn hóa tại trụ sở UNESCO ở thủ đô Paris, Pháp, khẳng định luôn coi di sản văn hóa là động lực cho hòa bình, tự cường và phát triển bền vững. Đoàn quân tình nguyện Việt Nam trở lại thăm Campuchia, hoạt động ý nghĩa tôn vinh truyền thống đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau mỗi khi hoạn nạn của hai quốc gia láng giềng. Yên Bình hình ảnh cầu ngói Thanh Toàn, công trình mang đậm bản sắc văn hóa xứ Huế. Thưa quý vị, tối ngày 6 tháng 11, tại trụ sở Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc UNESCO ở thủ đô Paris, Pháp, Phái đoàn Thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO và Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam đã tổ chức Đêm Văn hóa Việt Nam mang tên Sắc Màu Việt. 200 đại sứ, đại diện các nước thành viên và lãnh đạo UNESCO đã tham dự sự kiện. Bên cạnh những hoạt động như triển lãm giới thiệu về các di sản vật thể và phi vật thể của Việt Nam đã được UNESCO công nhận, các tiết mục nghệ thuật dân tộc của Việt Nam cũng mang lại bầu không khí ấm áp và giàu có về văn hóa cho sự kiện. Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc đã nêu bật ý nghĩa của sự kiện là hoạt động tiếp nối hội nghị quốc tế về phát huy vai trò các danh hiệu UNESCO vì phát triển bền vững ở Việt Nam vào tháng 7 năm 2023. Chúng ta cũng đang ứng cử vào một cái ủy ban rất là quan trọng, một ủy ban di sản thế giới. Thì nhân dịp này cũng là một cái dịp để chúng ta quảng bá chính sách của Việt Nam trong cái việc đóng góp cho UNESCO, đóng góp vào việc bảo tồn các cái di sản trên thế giới nói chung, và thông qua đó chuyển đi một cái thông điệp là Việt Nam là một cái thành viên rất tích cực, sẽ có cái đóng góp quan trọng khi mà chúng ta ứng cử và thành công vào cái Ủy ban Di sản Thế giới. Thay mặt tổ chức UNESCO, phát biểu tại buổi lễ, Phó Tổng Giám đốc Sinh Quy đánh giá cao sự kiện văn hóa này, đề cao những đóng góp của Việt Nam trong việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản, đặc biệt là lễ kỷ niệm 50 năm Công ước Bảo vệ Di sản Thế giới tại Ninh Bình năm 2022. Việt Nam là một thành viên rất nỗ lực và đầy cam kết của UNESCO. Việt Nam đã thuyết phục được UNESCO bằng việc thực hiện được những mục tiêu đã đề ra. Sự kiện Sắc Màu Việt thêm một lần nữa lại góp phần khẳng định sự giàu có của văn hóa Việt Nam trên bản đồ văn hóa thế giới. Sự kiện Sắc Màu Việt Nam đã để lại dấu ấn tốt đẹp đối với những vị sứ giả của văn hóa thế giới tại UNESCO. Nó cũng khẳng định thêm một lần nữa những mong muốn của Việt Nam trong việc đóng góp cho sự phát triển của văn hóa thế giới với một mục tiêu vì hòa bình, phát triển và bền vững. Nguyễn My Linh, phóng viên của truyền hình Việt Nam, đưa tin từ Paris, thủ đô Cộng hòa Pháp. Tuần qua, Đại sứ quán Việt Nam tại Pakistan đã tổ chức hội thảo trực tiếp kết hợp trực tuyến với chủ đề nâng cao hiệu quả xử lý tranh chấp thương mại, tháo gỡ điểm nghẽn, mở rộng cơ hội hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư Việt Nam-Pakistan. Đại diện Bộ Công Thương, các cơ quan trọng tài giải quyết tranh chấp thương mại hai nước cùng đông đảo đại diện một số cơ quan liên quan giữa hai bên đã tham dự sự kiện. Hội thảo tập trung trao đổi, thảo luận các biện pháp nhằm tăng cường nhận thức về tranh chấp thương mại, tính cấp thiết của việc phòng ngừa, giải quyết tranh chấp theo hướng khách quan, công bằng, phù hợp với luật pháp quốc tế và luật pháp mỗi nước. Các tham luận từ các diễn giả hai nước tại hội thảo đã khẳng định ý nghĩa, tầm quan trọng của hợp tác chặt chẽ giữa các cơ quan nhà nước trong việc xây dựng khung pháp lý và cơ chế, thể chế giải quyết tranh chấp thương mại, đồng thời nhấn mạnh vai trò, tầm quan trọng của các phòng, hiệp hội doanh nghiệp của cả hai nước và giới truyền thông trong tăng cường hiểu biết về thông tin thị trường, luật pháp, quy định cụ thể của mỗi nước. Thưa quý vị, biến thách thức thành cơ hội, những đóng góp của Quỹ Phát triển Ả Rập Xê Út tại Việt Nam và trên thế giới là chủ đề của cuộc hội thảo vừa được Đại sứ quán Ả Rập Xê Út phối hợp với Quỹ Phát triển Ả Rập Xê Út SFD tổ chức tại Hà Nội. Tới dự có Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, lãnh đạo một số bộ ngành, địa phương cùng với đại diện các đại sứ quán và cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam. Phát biểu khai mạc sự kiện, Đại sứ Ả Rập Xê Út tại Việt Nam Mohammed Ismail Dalawi đã điểm lại một số nét chính trong lịch sử hình thành và phát triển của Quỹ Phát triển Ả Rập Xê Út, đồng thời nhắc lại những nỗ lực và đóng góp vì cộng đồng của Quỹ ở nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam.
Giám đốc điều hành Quỹ Phát triển Ả Rập Xê Út, điểm lại một số dự án quan trọng tại Việt Nam giúp tác động tích cực đến cuộc sống của người dân như hỗ trợ xây dựng và nâng cấp trường cao đẳng nghề Hà Nam, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình hay Bệnh viện Đa khoa và Trung tâm Đào tạo Y tế tỉnh Bắc Cạn. Đến nay, tại Việt Nam, Quỹ Phát triển Ả Rập Xê Út đã cấp vốn vay ưu đãi cho 12 dự án, từ xây dựng, mở rộng các cơ sở giáo dục, y tế, đến xây dựng các tuyến đường giao thông và cải tạo cơ sở hạ tầng bị ảnh hưởng bởi thiên tai ở khu vực nông thôn. Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam cam kết sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ, phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan trung ương và địa phương giải quyết các vướng mắc về thủ tục pháp lý, khơi thông dòng vốn tài trợ quý giá và triển khai các dự án do Quỹ Phát triển Ả Rập Xê Út tài trợ hiệu quả và bền vững. Đoàn cựu quân tình nguyện, cựu chuyên gia Việt Nam và gia đình có người thân chiến đấu hy sinh tại Campuchia, bao gồm hơn 100 người, đã trở lại thăm đất nước Chùa Tháp sau gần 45 năm thực hiện nhiệm vụ quốc tế cao cả, cứu giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng Pol Pot và khôi phục đất nước. Chuyến thăm ý nghĩa lần này một lần nữa khẳng định mối quan hệ tốt đẹp của hai dân tộc, luôn chung tay cùng nhau đoàn kết xây dựng đất nước, hướng tới thịnh vượng của hai quốc gia láng giềng. Vừa đến với đất nước Chùa Tháp, đoàn cựu quân tình nguyện, cựu chuyên gia Việt Nam và gia đình có người thân chiến đấu hy sinh trên chiến trường Campuchia đã đến viếng Đài Hữu nghị Việt Nam-Campuchia tại thủ đô Phnom Penh. Trong buổi tiếp đoàn, Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Samdech Min Samon bày tỏ sự vui mừng gặp lại cựu quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại đất nước Angkor, nơi các anh chiến đấu hy sinh xương máu cứu nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng Pol Pot. Campuchia luôn sẵn sàng đón tiếp cựu chiến binh và chuyên gia Việt Nam đã giúp giải phóng Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot ngày 7 tháng 1 năm 1979. Nếu không có sự cứu giúp kịp thời của quân tình nguyện Việt Nam, những người mẹ Việt Nam đã đưa con cháu đến cứu giúp đất nước chúng tôi kịp thời sẽ không có ngày hôm nay. Đến thăm lại chiến trường xưa tại hai tỉnh Bát Đăm Bang và Siem Reap, đoàn đã được quân đội và chính quyền đón tiếp rất thân tình. Tại đây, những cựu quân tình nguyện Việt Nam đã đến viếng tại các đài hữu nghị Việt Nam-Campuchia. Có thể nói rằng là trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ của nhân dân Việt Nam, thì quân đội nhân dân Việt Nam chưa có vị tướng nào hy sinh ngoài mặt trận. Nhưng vì hạnh phúc của nhân dân Campuchia, tại đây, mảnh đất Bát Đăm Bang này, là chúng ta, quân đội nhân dân Việt Nam đã có tướng Kim Tuấn, Tư lệnh quân đoàn 3 đã hy sinh trên mảnh đất này vì hạnh phúc của nhân dân Campuchia. Biểu tượng đoàn kết kề vai sát cánh cùng nhau hy sinh đấu tranh giải phóng đất nước, giành lấy độc lập tự do hòa bình của hai dân tộc láng giềng luôn được trân trọng và gìn giữ khắp mọi miền đất nước Campuchia. Đây cũng là nghĩa cử ghi nhớ đến công ơn quân tình nguyện Việt Nam đã đánh đổi xương máu và tánh mạng để cứu giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng Pol Pot. Thạch Thông, phóng viên thường trú Đài Truyền hình Việt Nam tại Campuchia. Cuối tuần qua, chương trình ca nhạc Chấp cánh ước mơ 4 đã được tổ chức tại sân khấu Olympic thành phố Ansan, Hàn Quốc. Đây là sự kiện âm nhạc thường niên nhằm gây quỹ xây nhà tình thương cho các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Việt Nam. Phát biểu tại sự kiện, thay mặt Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, tham tán Lê Mạnh Tiến đã nhấn mạnh ý nghĩa của chương trình Chấp cánh ước mơ, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách của dân tộc Việt Nam và cần tiếp tục phát huy. Chương trình năm nay được thiết kế xen kẽ nhiều phần mục như ca nhạc, đấu giá gây quỹ và vui chơi có thưởng, tiếp nối thành công của sự kiện năm 2022 với 3 căn nhà được xây dựng tại Hà Giang, Thừa Thiên Huế và Tiền Giang. Tổng số tiền gây quỹ ở chương trình năm nay khoảng 220 triệu đồng sẽ tiếp tục được sử dụng để xây nhà tình thương. Nhân dịp này, ban tổ chức cũng trao tặng bằng khen cho các cá nhân có những đóng góp xuất sắc trong chương trình. Ngày 5 tháng 11, tại Trung tâm Thương mại Đồng Xuân, Leipzig, Hội Thiện Nguyện Leipzig đã tổ chức buổi giao lưu gặp mặt năm 2023. Đến dự có đại diện Hội Người Việt Nam thành phố Leipzig, Hội Phụ Nữ Việt Nam Leipzig, các đại diện hội đoàn, hội đồng hương cùng có mặt tham dự. Mở đầu chương trình, bà Nguyễn Hồng Thủy, Hội trưởng Hội Thiện Nguyện Leipzig đã lên đọc báo cáo giới thiệu về các hoạt động của hội trong năm vừa qua, thảo luận bổ sung thông qua hoạt động của hội và phương hướng hoạt động trong thời gian tới, tiếp tục tìm hiểu, lên kế hoạch phát động trợ giúp những hoàn cảnh khó khăn, kém may mắn, các đối tượng yếu thế tại quê hương để có phương án giúp đỡ, đồng thời tổ chức các chương trình, sự kiện mang tính cộng đồng để kêu gọi các nhà hảo tâm đóng góp ủng hộ cho công tác xã hội từ thiện. Tổng kết sự kiện,
ban tổ chức đã nhận được 4.100 euro từ các nhà hảo tâm và các hội đoàn. Khoản tiền này đã được nhập quỹ để phục vụ cho các hoạt động của hội tại các tỉnh Tây Bắc Việt Nam trong thời gian tới. Hội Thiện Nguyện Leipzig Cộng hòa Liên bang Đức đến nay đã được thành lập gần 3 năm với khoảng 80 thành viên. Vừa qua, tại thành phố Dresden, Cộng hòa Liên bang Đức, Hội đồng hương Thái Bình thành phố Dresden và vùng lân cận đã tổ chức gặp mặt giao lưu thường niên năm 2023. Hàng trăm bà con quê Thái Bình cùng dâu, rể, con cháu và đại diện các hội đoàn người Việt ở sở tại và từ một số nước châu Âu cũng đã tham dự buổi gặp mặt. Tại buổi gặp mặt, đại diện Hội đồng hương Thái Bình ở Kharkov, Ukraine đã cảm ơn Hội đồng hương Thái Bình tại Dresden vì đón tiếp chu đáo và giúp đỡ một số bà con đồng hương từ Ukraine sang lánh nạn, có một cuộc sống ổn định ngay trong những ngày đầu tiên đặt chân tới Dresden. Các thành viên hai hội đồng hương cũng đã cùng nhau ôn lại những truyền thống vẻ vang qua từng thời kỳ, đồng thời biểu dương những thành tích của các cá nhân đã làm tốt trong 4 năm qua và cùng thưởng thức chương trình văn nghệ do bà con thể hiện. Thưa quý vị, tỉnh Đồng Tháp sẽ dành 184 tỷ đồng để phục hồi và phát triển đàn sếu đầu đỏ tại Vườn Quốc gia Tràm Chim từ nay đến năm 2032. Mục tiêu là trong vòng 10 năm sẽ nuôi thả 100 cá thể sếu, tối thiểu 50% sẽ sống sót. Đàn sếu này có thể tự sinh sản, tồn tại ngoài tự nhiên và sinh sống quanh năm ở Vườn Quốc gia Tràm Chim. Nếu thành công, đề án sẽ góp phần quan trọng trong việc bảo tồn đàn sếu đầu đỏ của khu vực hạ lưu sông Mekong, vốn đang đối diện với khả năng bị tuyệt chủng. Trước đây, hàng năm số lượng sếu đầu đỏ về vườn rất nhiều, nhưng giờ thì có năm sếu không về. Ai về cầu ngói thanh toàn, cho em về với một đoàn cho vui. Đây là câu ca dao xưa nói về một cây cầu cổ nhất, có kiến trúc đẹp bậc nhất của Huế, đã làm siêu lòng biết bao người. Cây cầu nằm ở làng Thanh Thủy Chánh thuộc xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế. Đây cũng được coi là điểm đến đặc trưng cho hình ảnh thanh bình, êm đềm của đồng quê xứ Huế. Phóng viên Mỹ Nga sẽ đưa chúng ta về thăm cây cầu này. Từ bao đời nay, cầu ngói thanh toàn không chỉ đơn thuần là một cây cầu mà nó còn mang trong mình nhiều giá trị tinh thần đặc biệt hơn. Cầu ngói là chiếc ghế dừng chân, là chiếc phản dành cho người dân và du khách để nghỉ ngơi và cũng là một người bạn tri kỷ không thể thiếu của biết bao thế hệ người dân làng Thanh Thủy Chánh xứ Huế. Được ra đời từ năm 1776, cầu ngói thanh toàn mang trong mình nhiều giá trị về mặt tinh thần và nghệ thuật. Với kiến trúc đặc biệt, phía trên là mái nhà, phía dưới là chân cầu. Đây là điểm dừng chân bình yên của người dân làng quê Thanh Thủy Chánh suốt hàng trăm năm qua. Về với thanh toàn, du khách không chỉ được tận hưởng những giây phút trong lành mang theo hương thơm của lúa, của cỏ cây, của dòng sông thơ mộng. Cây cầu ngói còn là nơi những vị khách chuồn chân mỏi gối tìm về hóng mát, đón nhận sự bình yên. Cảm thấy khi mà nhìn ở chung quanh, mình thấy cái cuộc sống hình như là hẳn trầm, lặng lại và trong lòng mình thấy yên ổn hơn. Ngày nay khi giới trẻ địa phương đi xa làm việc, chỉ còn người già ở lại làng, cây cầu ngói càng trở thành một người bạn tri kỷ của thế hệ người già nơi đây. Cảm giác yên bình thoải mái thì tôi lại nghĩ ra, tôi nhìn những cái cảnh đi làm thơ, nhớ câu điều lý thấp cao, sông hương đủ người biết bao chữ tình, chỉ cầu mãi lợp chính chính, chờ người bạn cũ tấm tình cho vui. Cứ 2 năm một lần, cầu ngói thanh toàn lại trở thành địa điểm tổ chức lễ hội chợ khuê. Chợ khuê ngày hội cầu ngói thanh toàn đến nay đã tạo dựng được thương hiệu riêng với nhiều hoạt động hấp dẫn như làm nón lá, chơi hội bài tròi, thu hút du khách trong nước và quốc tế, trở thành điểm đến yên bình không thể bỏ qua khi đến với cố đô Huế. Câu chuyện về cây cầu ngói thanh toàn cũng đã khép lại bản tin Người Việt 4 phương của chúng tôi ngày hôm nay. Để theo dõi lại các chương trình của VTV4, quý vị có thể truy cập vào địa chỉ website đang hiển thị trên màn hình hoặc tải ứng dụng VTV Go tại App Store hoặc Google Play. Xin kính chào và hẹn gặp lại!